nhà khoa học nói rằng chiếc đèn ngủ tiếp theo của bạn có thể là một cái cây. Dựa trên công trình trước đó từ năm 2017, các nhà sinh học nano thực vật tại Viện Công nghệ Massachusetts MIT đã phát triển một quy trình có thể khiến thực vật tích điện và phát ra ánh sáng giống như những ngôi sao mà bạn có thể mắc kẹt trên trần nhà khi còn nhỏ. Và phần tốt nhất, tất cả là một động thái hướng tới năng lượng xanh. Theo đúng nghĩa đen, tổng cộng các nhà khoa học đã cố gắng làm cho thế hệ thực vật mới phát sáng gấp 10 lần thế hệ trước. Đạt được lượng quang xạ lên tới 4,8 x 10^13 photon mỗi giây. Đối với bối cảnh, bóng đèn 100W phát ra khoảng 3,27 x 10^20 photon mỗi giây. Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mỗi loại cây có thể phát ra ánh sáng liên tục trong khoảng 1 giờ. Để đạt được thành công rực rỡ này, các nhà khoa học đã truyền vào 5 loài thực vật đa dạng các hạt nano strontium-aluminate chuyên biệt có thể hoạt động giống như một tụ điện phần lưu trữ năng lượng của một mạch điện. Tụ điện rất hữu ích vì chúng có thể tích trữ năng lượng, sau đó nạp năng lượng trở lại vào lưới điện. Điều này có thể ở dạng pin thực tế, một tụ điện động năng, giống như một lò xo cuộn chặt. Và hơn thế nữa, trong trường hợp này, tụ điện được làm bằng vật liệu gọi là phốt pho. Để tạo ra tụ điện ánh sáng, các nhà nghiên cứu đã quyết định sử dụng một loại vật liệu được gọi là phốt pho, MIT cho biết trong một tuyên bố. Những vật liệu này có thể hấp thụ ánh sáng nhìn thấy hoặc tia cực tím và sau đó từ từ giải phóng nó dưới dạng phát sáng lân tinh. Những người quan sát tinh mắt sẽ nhận thấy rằng từ photpho có chung một gốc với từ lân quang. Cả hai đều xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là vật mang ánh sáng. Các hạt nano được phủ một lớp silica để chúng không gây hại cho cây trồng. Được các nhà khoa học truyền chúng qua các lỗ nhỏ trên lá được gọi là khí khổng, một thuật ngữ Hy Lạp khác có nghĩa là miệng. Khi đã ở bên trong cấu trúc tế bào của thực vật, các hạt tạo thành một lớp trở thành màng trên thực tế. Lớp này tích tụ các photon là các hạt mang ánh sáng và năng lượng điện khác. Một trong những cải tiến lớn so với thế hệ cây phát sáng trước đó là nhờ vào việc sử dụng phốt pho này. Nhà máy năm 2017 đã sử dụng sự kết hợp của các hạt phát quang sinh học luciferin và luciferase, cũng giúp cung cấp năng lượng cho ánh sáng rời rạc mà đom đóm tạo ra. Tuy nhiên, những hạt này mờ hơn nhiều và thể hiện một cách tiếp cận khác để phát sáng. Sự phát quang nói chung có thể đến từ các nguồn khác nhau như phản ứng sinh hóa xảy ra ở đom đóm hoặc sự phát quang của cây phát sáng năm 2021. Tất cả những điều này trở lại trọng tâm của công việc. Năng lượng tái tạo, các nhà nghiên cứu giải thích trong bài báo. Thực vật sống tạo cơ hội để suy nghĩ lại về thiết kế và chế tạo các thiết bị thường được sản xuất từ nhựa và bảng mạch và cuối cùng bị vứt bỏ như rác thải. Công trình này thiết lập các phương pháp biến thực vật sống thành chất nền quang tử cho các ứng dụng trong các thiết bị phản xạ dựa trên thực vật tín hiệu và tăng cường ánh sáng từ thực vật. Vì vậy, họ thực sự là muốn bạn có một chiếc đèn cây trên bàn cạnh giường ngủ của bạn một ngày nào đó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!